Đây là pha bóng được nói nhiều nhất ở nước Mỹ hôm nay và góc máy này đang được quay từ điện thoại của người bạn thân Messi, Sergio Aguero. Bạn có thể nghe thấy rõ tiếng sân vận động hét lên Max Volum khi khoảnh khắc đó được tạo ra. Bàn thắng tuyệt đẹp từ chấm đá phạt ấy của Messi đã mang về chiến thắng cho đội bóng mới của anh, đồng thời cũng tạo ra một cơn địa chấn nhỏ với truyền thông thế giới lẫn ở Hoa Kỳ. Inter Miami đã không thắng trận nào trong 11 trận đấu gần nhất của họ. Inter Miami đã không thể nào nhìn thấy chiến thắng nào kể từ khi đánh bại New England Revolution vào ngày 13 tháng 5. Họ cũng tưởng chừng như sẽ lặp lại điều đó trong trận này, cho tới khi cú sút phạt ở phút 90+5 của Messi xuất hiện làm chao đảo cầu trường 21.000 người. Và đây là phản ứng của ông chủ câu lạc bộ sau khi chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu đó. Ông đầu kinh ngạc như được thấy phép màu vậy. Sau đó ông chạy đến ôm lấy Beckham và vẫn chưa hết kinh ngạc để nói rằng wow, đây là một người Mỹ sở hữu một đội bóng, nhưng hiếm khi có được cảm giác kinh ngạc khi theo dõi đội bóng của mình đến như vậy. Nhưng hôm nay, ông đã trực tiếp chứng kiến điều ấy và nó khiến người đàn ông này không thể kiềm nổi cảm xúc của mình. David Beckham cũng được bắt gặp cho thấy đã không kiềm được nước mắt khi chứng kiến chiến thắng của đội bóng của mình. Anh còn nở nụ cười nhẹ nhàng đầy mãn nguyện mà có thể được xem như cảm thán cho sự trúng mánh vì khoản đầu tư cực khởi của mình đã nổ ngay từ trận đấu đầu tiên. Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ đối với đất nước này, đó là một khoảnh khắc tuyệt vời của giải đấu và đó là một khoảnh khắc rất đáng tự hào đối với chúng tôi. Cái ôm của Beckham sau trận với Messi cũng cho thấy sự vui mừng của anh với chàng cầu thủ huyền thoại của đội mình. Sau trận đấu, Messi tiếp tục cùng đội bóng di chuyển để tri ân khán giả. Ngay từ khi bắt đầu cho tới khi trận đấu kết thúc, sân vận động này được ghi lại là luôn chìm trong những tiếng hét Messi, Messi, Messi. Trong khi đó, Messi của chúng ta không chỉ cảm ơn người hâm mộ mà còn ghi điểm với tình huống trả lời phỏng vấn giàu tình đồng đội ở đội bóng mới. Tôi biết đó là cơ hội cuối cùng. Tôi chỉ cố gắng như mọi khi và may mắn là thủ môn không thể bắt được bóng. Điều quan trọng đối với đội bóng này là giành chiến thắng vì chúng tôi không có vị trí tốt trong giải đấu. Tôi biết đây là một giải đấu khác nhưng nó sẽ giúp ích cho tinh thần của chúng tôi. Hãy để tôi dành tặng chiến thắng này cho Ian Frey, đồng đội của tôi ở Inter Miami, người đang đau đớn trong phòng thay đồ vì chấn thương mà anh ấy dính phải. Anh ấy đã từng trải qua hai chấn thương nghiêm trọng và ngay lúc này lại xui xẻo khi lại dính một chấn thương khác. LeBron James, Serena Williams, Kim Kardashian, Becky G, David và Victoria Beckham là một trong nhân vật nổi tiếng nhất có mặt để chứng kiến sự khởi đầu của Messi tại MLS. Và bạn có thể thấy họ cũng giơ điện thoại của mình lên để bắt lại những khoảnh khắc khi Messi ra sân. Một trận đấu với dàn khán giả tỷ đô vô cùng nổi tiếng ở Mỹ, LeBron James còn tranh thủ dịp để bắt tay cùng với thần tượng bóng đá của mình. Trong khi Kim Kardashian thì luôn háo hức để theo dõi Messi, thậm chí đã nói với Beckham điều đó từ khi trận đấu này chưa diễn ra. Sau trận, LeBron còn viết rằng, thật tuyệt vời khi gặp bạn và chứng kiến được khoảnh khắc gọi tên sự vĩ đại của bạn. Anh chàng fan cứng của Ronaldo là Iso Speed cũng đến theo dõi trận cầu này. Trước tình huống đá phạt của Messi, Speed còn tuyên bố rằng, tôi sẽ trở thành fan của Messi nếu anh ấy đá quả này vào. Thế rồi khi mọi chuyện xảy ra, Speed chỉ còn biết há hốc mồm của mình, như bảo cái quái gì vừa diễn ra vậy. Vừa há hốc mồm, anh cởi luôn chiếc áo số 7 của tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo ra. Bên trong xuất hiện chiếc áo số 10 của Messi tại Inter Miami, rồi lao lên khán đài để ăn mừng, nhảy múa, hò hét cùng các cổ viên đang cuồng nhiệt. Sau một hồi, Speed cũng trở về thực tại và mặc lại chiếc áo Bồ Đào Nha trên tay anh. Không biết là sau lần này, anh có trở thành fan thời vụ của Messi lần thứ nở hay chưa. Khi Messi bắt đầu rời sân, những cổ viên của anh trên khán đài cũng reo hò. Anh ký tên cho vài cậu bé, chụp ảnh chung cùng những đứa trẻ, cảm ơn sự ủng hộ mà khán giả đã đem lại trong ngày ra mắt này. Hóa ra hai cậu nhóc áo đen ấy là con trai của Kim Kardashian. Huấn luyện viên của Inter Miami Tata Martino cũng tấm tắc sau trận đấu. Chúng ta nói anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và nó giống như là một điều bình thường. Anh ấy đã nói rằng anh ấy đến đây như một lựa chọn trong cuộc sống và cũng để thi đấu và giành chiến thắng. Để rồi trong trận đấu đầu tiên, anh ấy đã thực sự thể hiện điều đó. Trang chủ của MLS đã đăng tải dòng trạng thái ghi là Lionel Andres Messi is not human, tức nói anh dường như không phải là con người. Dòng trạng thái này đã nhận được một lượng tương tác cực lớn, nằm trong top những bài đang có tương tác lớn nhất từ trước đến nay của giải đấu. Kênh CBS cũng gợi lại một số ký ức về khả năng đá phạt thần thánh của Beckham thuở nào để nói về những con người sở hữu khả năng kết liễu khung thành đối phương, bất chấp hàng rào. ESPN cũng không bỏ qua dịp này khi họ thống kê được rằng đó là bàn thắng thứ 700 của Messi nếu không tính những quả penalty trong sự nghiệp. Ở phía trên là những giải pháo hoa để tạo thành chữ Go, Rested of All Times. Bleacher Report đăng tải Messi với những màu áo anh gắn bó trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình.
bao gồm Barcelona, Argentina, Paris Saint-Germain và Inter Miami với tiêu đề Leo Messi đều tạo ra ma thuật ở những nơi anh đặt chân đến. UEFA Champions League thiện dịp đặc biệt cũng đăng tải pha làm bàn từ chấm đá phạt được cho là đỉnh nhất của Messi diễn ra trong trận bán kết với Liverpool năm nào, cùng lời nhắn: Messi đá phạt ư, chúng tôi thì quá quen rồi. Thấy UEFA lên tiếng, Ligue 1 cũng không quên nói rằng việc họ cũng biết cảm giác chứng kiến những quả đá phạt thành bàn của Messi là như thế nào. 2 năm của Messi tại giải đấu này cũng đã để lại vô số khoảnh khắc đặc biệt tương tự như vậy. Chỉ riêng La Liga là không đăng tải gì. Và người ta cũng bảo rằng truyền thông của giải đấu này đang tụt dần đều vì chẳng có gì ấn tượng trên Twitter của họ. Adidas Football đã đăng tải một video để chúc mừng cho màn debut của Messi trong màu áo Miami. Họ luôn là nhà tài trợ thân thuộc của cầu thủ này và đi theo anh ở từng hành trình. Người ta cũng tìm thấy một sự trùng hợp khi Messi vẫn là người chịu trách nhiệm về những quả ghi bàn từ chấm đá phạt cuối cùng của cả 4 đội bóng bao gồm tuyển Argentina, câu lạc bộ Barcelona, Paris Saint-Germain và cuối cùng là Inter Miami. Trong đường hầm sân vận động sau trận đấu, Messi như kiểu thần tượng giới trẻ vậy. Nhưng trẻ ở đây là trẻ nhỏ, tức mấy cậu nhóc 4-5 tuổi như thế này. Bù xung quanh Messi để chụp những kiểu ảnh. Và đặc biệt là các cô cậu nhóc này đều mặc áo Inter Miami. Ở một đất nước không quá yêu bóng đá, thì các cô cậu nhóc này đang được mặc những chiếc áo của Messi và bắt đầu học cách thưởng thức môn thể thao này. Đề tài Messi cũng trở thành xu hướng top 1 ở Mỹ, vượt qua cả đội tuyển nữ quốc gia và cả các phim đang khởi chiếu hot như là Baby, Oppenheimer. Ngoài ra, nó còn đứng top đầu ở rất nhiều quốc gia khác thuộc châu Âu hay là Ấn Độ, Australia và Bangladesh. Độ phủ sóng của anh lan rộng ra thế giới chỉ với một tình huống một giải đấu mà thậm chí còn chưa phải là MLS mà chỉ là League Cup. Đó là cách mà nước Mỹ đã phản ứng từ khoảnh khắc thiên tài của Messi. Anh đem về chiến thắng cho đội bóng của mình và làm truyền thông quốc gia này chao đảo một phen. Nhưng họ nên quen với điều đó trong tương lai. Họ sẽ nhìn thấy LeBron James đi xem bóng đá nhiều hơn hay Kim Kardashian đi xem Messi nhiều hơn và tự hỏi có điều gì hấp dẫn đến vậy. Rồi có lẽ họ sẽ tìm ra câu trả lời nếu được chứng kiến Messi thi đấu và tiếp tục tỏa sáng trong màu áo này. Cũng như bình luận viên người Mỹ trong khoảnh khắc M10 ghi bàn đã tuyên bố rằng chúng ta chính thức bước vào kỷ nguyên Lionel Messi.